Hello, xin chào các ông nha, chào mừng các ông đến với channel của tôi. Tôi là Canon Như Tô đây. Thì từ cái hồi mà tôi cập nhật xong thì tôi đã biết cách chỉnh một chút. Thì cái mic của tôi nó đã khá là to rồi, nên tôi không cần phải dí cái mồm vào cái phần loa nữa để mà có thể nói ra nữa. Nhưng mà tin buồn là máy tôi vẫn đều lìn ra, nên là tôi có sử dụng Filmora 9 để tôi làm thử edit, nhưng mà nhận ra một điều là máy tính tôi nó vẫn là quá là chậm khi sử dụng cái phần mềm này, nên là tôi có chuẩn bị một cái script để làm cho các ông, nhưng mà tại vì là yếu thế edit được, vậy nên là hôm nay tôi sẽ làm một cách thủ công, đó chính là cho các ông sâu luôn trực tiếp trên này. Ok, thì như các ông đã biết thì tôi hay hướng dẫn các ông tải game đúng không, nhưng mà tại vì nghỉ dịch nhiều này thì nhiều ông chắc cũng chơi game nhiều, chắc cũng ung thư con mẹ nó mất, nên là ok, tôi sẽ gợi ý cho các ông một số cái bộ phim anime có thể gọi là các ông coi để giải trí nhá. Và hầu như là trong cái đống này thì sẽ là kiểu liên quan đến hài hước là chính, chứ không không nhấn đến những cái như kiểu bộ tình cảm lãng mạn hay là hành động drama các thứ đâu, tại vì những cái bộ đấy nó thiên hướng nó lại hơi quá, nó đã gọi là xem để thư giãn thì mình không thể nào xem mấy cái bộ liên quan đến drama tình cảm sướt mướt các thứ được, nên là tôi sẽ review một số bộ này thôi. Thì nói chung là trên đây những cái mà tôi nói ra nó không thể nào nó hết được toàn bộ những cái video và những cái bộ anime mà tôi muốn cho công sâu đâu, nhưng mà tại vì là tôi lấy xong tôi thấy nó nhiều vãi lìn rồi, bây giờ mà lấy thêm thì chắc mẹ đến sáng mai cũng chưa xong, nên là ok, đây là một số bộ mà tôi nghĩ là công nên coi trong cái thời gian nghỉ dịch này. Nếu mà công chưa coi thì công có thể coi, còn công coi rồi thì công có thể coi lại, tại vì có phim mang tính giải trí mà. Ok, đầu tiên chúng ta sẽ đến với bộ phim là Mousenai Saito Gakuen. Thì đây là bộ này. Bộ này thì liên quan đến như thế nào? Bộ này là được làm gọi là một cái trường học, người và thú sống cùng với nhau trên một mái trường, nhưng mà chỉ có hai đứa đầu bìu nên là người duy nhất đấy thôi. Và thằng đầu bìu này thì nó sợ động vật, nó ghét động vật, nhưng mà nó lại bị rơi vào một cái hoàn cảnh như thế này. Các ông nhìn này, các ông hiểu. Nói chung là các ông coi bộ này thì các ông khá là thư giãn đấy, tại vì nó mang khá hài hước. Ví dụ công coi Love Is War chưa? Đấy, nó khá khá giống như thế này này. Nó không phải là theo hướng là kiểu yêu nhau các thứ, nhưng mà cái thằng dẫn chuyện ấy nó kiểu kiểu như thế này luôn. Và các ông coi cái bộ phim này, các ông còn có thể học được một số những cái điều thú vị liên quan đến môn sinh học, chẳng hạn như kiểu là hươu cao cổ rất là thích chơi gay chẳng hạn đó. Phim phim khá là hay, tôi thề với câu phim khá là hay. Những cái phim mà tôi giới thiệu cho câu hầu như là đều ở mức hay nên là tôi mới review đấy. Nói chung là nếu như câu muốn biết thì câu có thể tra theo cái tên phim tôi sẽ ghi ở phần mô tả bên dưới nhá. Nếu câu có hứng thú thì câu có thể vào câu đọc tiểu dẫn các thứ. Tôi chỉ giới thiệu chứ tôi không có spoil, ok nhá. Ok. Tiếp theo. Bộ này chắc câu biết mẹ rồi. Bộ này chắc câu biết rồi quá. Mẹ câu bộ bộ này thì không không có gì lạ rồi đúng không? Bộ này thì con đầu bìu này ăn uống nhiều, gọi là ăn ăn vặt nhiều quá nên là thấy mình tăng cân béo nên là muốn vào phòng gym. Và đây là một cái đứa bạn ở phòng trong lớp, còn đây hình như là con bạn thân hay sao mình không nhớ nữa. Phim này anh em xem hứng lắm, hưng phấn lắm, thực sự luôn, nhất là cái phần nhạc opening của nó. Tôi thề nhiều ông nghe cái nhạc opening ông mắc ảnh ấy hơi lưu rồi. Cái opening của nó khá là kiểu sôi động ấy, nên là tôi thi thoảng tôi đi tập thể dục tôi cũng hay nghe cái bài này. Đây là con bà giáo viên trên trường này, đây là con bạn, đây là ai mình không không nhớ, không phải là mình không ấy. À mà thôi không cần đâu, chắc câu cũng biết thừa bộ này rồi. Tiếp theo. Midara Aoi-chan wa benkyou ga dekinai, hay là dịch thẳng nôm na là Aoi-chan can study. Không biết phim này đúng không? Nó đi phải hentai đâu, nó là bộ bình thường thôi. Thì nói thẳng ra là con Aoi-chan này là hồi đây là bố nó. Công nhìn công thấy dễ hiểu sao thằng bố bé tí đẻ đứa con to đùng. Thì con này hồi bé
Nó tự hào vì bố nó là một tác giả viết truyện khiêu dâm, xong sau này lớn lên thì ngại ngùng các thứ. Đây là quản lý của bố nó, đây là thằng người yêu à, đúng không? Đây đây, đây đúng đúng thằng này, có phải này, đây thằng này này. Thì con này thích thằng này hay sao ấy, mình không nhớ là có phải thích hay không, nhưng mà mình chỉ nhớ là thằng này thích con này đấy. Nhưng mà cái con này ấy, thì đầu nó kiểu nó bị ảnh hưởng do cái do cái kiểu bố nó là người viết khiêu dâm ấy, nên là nó nghĩ là đủ mọi loại kiểu ấy. Các ông nhìn qua cái tham nhưu là các ông đủ hiểu rồi. Đây này, các ông nhìn nhìn qua cái gọi là nhìn qua cái ảnh yết, các ông đủ hiểu là con này nó nghĩ là những cái trò gì rồi đấy. Con này nó nghĩ là đủ mọi loại trò bậy bạ các thứ, nhưng mà đến lúc tiếp xúc vào thì nó bắt đầu nó ngại ngùng. Con này nó mình đéo hiểu lắm. Thằng này là thích con đấy, nhưng mà thằng này nó lại ngu vãi lìn. Nói chung phim phim này xem, phim này xem hay, giải trí. Mỗi tập mình không nhớ là mỗi tập của nó là 12 phút hay 24 phút nữa, mình không nhớ rõ, nhưng mà mình coi một lần. Ok, mình coi một lần. Tiếp theo. Watashi ni tenshi ga mamoritai. Bọn này câu ông biết cái meme Yane Yane không? Đó, Yane 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 không, tôi không có gì để tôi giải thích cho bộ này hết. Bộ này là một ổ lolicon, bộ này là lò luyện lolicon. Tất nhiên là tôi không bị lolicon khi xem bộ này, mà tôi xem bộ Kobayashi tôi bị lolicon. Bộ này thì tôi không biết nên nói cái gì, nhưng mà nói chung là tuyệt vời. Đã biết nói gì về với bộ này luôn. Ok, tiếp theo là bộ đây, Love is War, Kaguya-sama wa Kokura Sentai Tensai Tachi no Renai Zuno Sen, đúng không? Mình nếu biết mình đọc đúng không? Hay người ta gọi là Love is War, thì nói về một cái trường học mà nếu mà thổ lộ là nó biểu lộ cho sự yếu đuối hay cái gì đấy, mình đâu quan tâm lắm. Thì trong trường học là có thằng Shinogane là thằng Kaicho, Kaguya là con thư ký à, có phải không nhỉ? Không à, hay là phó, mình từ từ mình điếu nhớ, nó là phó đúng không nhỉ, phó chủ tịch đúng rồi, còn thư ký là Fujiwara. Thằng này tên là gì nhỉ? Nhớ mà mẹ, mình nhớ tên rồi mà, nhưng mà tự nhiên bây giờ mình làm video mình quên. Nói chung là phim nói về cuộc sống hàng ngày của bọn này thôi. Thì hai đứa đầu bìu này thích nhau nhưng mà không thổ lộ ra, mà chúng nó muốn đối phương thổ lộ, đứa nào thổ lộ trước là đứa đấy thua đấy. Chính cái tiêu đề phim đã nói lên đấy. Phim này thì cái phần cái tập đầu ấy, tập đầu có một số ông coi công sẽ kêu chán, tại vì kiểu tập đầu mẹ cái thằng dẫn chuyện dẫn nhiều quá, nhưng mà về sau thì nó đỡ hơn rồi. Nhưng mà thực ra là cái phần dẫn chuyện đấy nó cũng là một phần khiến cho bộ phim nó hay nhá. Nhưng mà tại vì đầu đầu phim nó cứ hơi ấy quá một chút, nên là nhiều ông xem tập đầu không ấy đâu, xong về sau xem mấy tập sau bắt đầu thích. Kiểu một số ông hồi trước thấy bình luận câu cũng bảo xem mấy tập đầu thấy nhá. Công nhận mấy đầu xem tập đầu tôi cũng thấy bình thường, xong xem mấy tập sau tôi bảo tôi bị cuốn 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 vào, không biết mình thích từ khi nào. Mẹ xong hội này hội 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 để còn phim này còn cho thêm một cái quả OVA. Mình thề với các ông là các ông có thể lên trên mạng các ông search Kaguya-sama lại không, thì các ông tra là Love is War OVA, và các ông mẹ tìm một cái đoạn mẹ mình phải nói thật là mẹ Yuri Yuri kinh khủng luôn ý. Mình Yuri Yuri kinh khủng luôn ý, mình không thể nào nghĩ được là nó lại có thể làm như thế luôn. Mẹ nhìn như kiểu bán hentai nữa rồi đấy. Bộ này đánh giá quá cao luôn. Bộ đấy cứ xem hầu như tầm nào cũng hay hết, mà trong đống này thì con này con nào cũng thành waifu hết, mình thề. Mình thích xem bộ này tại vì có Fujiwara, à có Chika, Fujiwara sang Chika, nhưng mà các nhân vật trong này thì đứa nào ấy hết, hoặc là Ayaka sang, nhiều nhiều đứa xin bé này lắm, tại vì là kiểu người hầu ấy, nhưng mà nhiều nhiều biểu cảm của tem mà. Rồi tiếp theo là Emiya Sanchi no Go
Hindu Gohan đúng không nhỉ? Nếu như mà các ông coi phết ấy, mà các ông kiểu cảm nhận cái sự gọi là đau đầu căng não hoặc là buồn bã các thứ mà khi mà xem những cái buổi này combat kinh khủng từ full combo bộ Fate Stay Night, Fate Grand Order, Fate Extra, Fate Zero, Fate cái gì gì đấy, mình nói chung là nhiều lắm, thì các ông có thể quay đến bộ phim này. Còn một bộ nữa nhưng mà tôi không nhớ tên bộ đấy nên tôi không cho vào danh sách trong video hôm nay. Nhưng mà bộ này là cái bộ khá là nhẹ nhàng, nghĩa là kiểu không đánh nhau, không liên quan đến đánh nhau, đánh đấm chém giết gì hết. Đây chỉ là một cái video gọi là bình thường liên quan đến nấu ăn các thứ thôi, nhưng mà đây lại liên quan đến phết. Thì kiểu nó sẽ tạo nó tập, nói chung là cái bộ này khá chill nha, bộ này khá chill, kiểu không đánh nhau đánh như gì hết, chỉ là thằng Emilio Emiyashiro đi mua đồ ăn về mang về nấu ăn, mọi người cảm nhận xong cảm giác được mùi hương thơm ngon của món ăn đấy, kiểu kiểu đấy. Nói chung là phim này khá chill, xem thư giãn được, nhất là khi công xem phết căng não nhiều quá rồi thì công có thể tạt đến bộ này xem. Rồi, tiếp theo là Zombieland Saga. Zombieland Saga bộ này thì bộ này tôi cũng không biết đánh giá như nào. Bộ này thì câu chuyện là cái con này trong một buổi đi chơi bình thường thì bị Jack Sparrow đâm một phát thẳng bay mẹ người, nhưng mà thay vì được Isekai thì em ấy được ăn thịt gà, ăn gà hỏa thân. Sau đó thì được một thằng nào đấy nó đào lên với lại một số đứa khác, mình chưa biết làm nào mà nó lại đào lên mà biến thành zombie được, và sau đó là muốn cứu cái thành phố Saga đúng không, nên là cho bọn này làm idol. Thế thôi, đơn giản cốt truyện thế thôi, nhưng mà tôi cho vào đây rồi thì nó không phải vừa vừa dạng vừa đâu, phim cũng khá ổn, xây dựng nhân vật khá là sâu nên là tôi vẫn cho vào. Hồi xưa thì mấy bố bảo là bộ này chỉ có một season thôi, tại vì nó chỉ để quảng cáo cho cái cho cái saga ấy, nhưng mà về sau thì đấy nó có season 2 rồi, các ông cứ về coi thử đi, tôi không spoil cốt truyện đâu mà tôi chỉ spoil một đoạn đầu thôi. Nên là mình nên cho cả xem trên YouTube nữa cho nó ổn, nhưng mà thôi nhé, tôi nhiều bộ lắm nên là bộ này chắc cậu cũng không lạ đâu. Kisuke Gakko no Juliet, nó giống kiểu Romeo and Juliet ấy. Bộ phim này sẽ nói về hai chủng tộc, không phải là hai chủng tộc mà nó gọi là hai gia tộc à. Nói chung là hai bên, một bên là bên chó, một bên là bên mèo. Đấy, một bên là bạch, một bên là chó đen à, bên là mèo trắng mình mới nhớ. Thì có hai đứa này, hình như mình không nhớ là có phải hồi xưa là bạn của nhau hay không, mình không nhớ, nên nói chung là hai đứa này thích nhau đấy, nhưng mà giấu giếm, thằng này nó hứa là nó sẽ kiểu như là, nghĩa là loại bỏ cái cuộc chiến tranh cái thứ ấy. Nói chung bộ này khá là hay. Tôi sẽ spoil là về sau hai đứa này vào một cặp với nhau đấy. Phim 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 này nếu mà công muốn thì công không cần phải xem anime đâu, mà công đọc manga cũng được. Hình như manga hết rồi sao ấy, thấy hồi trước chúng nó spoil ở trên mạng không biết là hết hay chưa, nhưng mà hình như thấy có cảnh hai đứa làm đám cưới thì chắc là hết rồi. Phim 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 ổn, phim ổn, phim ổn. Tôi thích con này, tôi thích bé này cơ, nhưng mà bé này này tiếc là không phải nhân vật chính. Rồi tiếp theo Yashin Chan Dropkick, bộ này thì bộ này có hai season rồi. Bộ này tôi khá là thích, bởi vì con lắm. Một con quái vật đầu bìu nào đó mẹ nhìn trông rất là bá đạo các thứ, tên là Yashin Chan, nhưng mà vì một lý do đéo nào đó thì khi được triệu hồi về thì nó lại hóa thân đéo mặc cái gì và nhìn đéo khác gì với bọn lolicon, à mấy mấy con loli. Được một đứa tên là Yurine triệu hồi, nhưng mà kiểu chị biết cách triệu hồi nhưng chị nhớ biết cách đưa em trở lại quá khứ, à trở trở lại cái chỗ của em thuộc về, nên là
Thôi em ở lại đây với chị. Con này thì nó muốn giết con Yurine để có thể trở lại cái thế giới của nó. Đấy, như thế là cuộc hành trình đi ám sát bắt đầu. Thế thôi, câu chuyện đơn giản, không có gì hết. Nhưng mà hay. Câu nhìn bức tranh này, nó còn bình thường lắm, nhưng mà nhìn sao ám ảnh vẫn lìm vậy, nhìn sao mặt bọn này nó như thế này vậy. Nói chung là có đấy, có cảnh máu me các thứ đấy. Cũng ông câu biết cái bộ 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 đéo nào mà có một cái đứa cũng cũng thuộc kiểu phim học đường tình cảm mà có một đứa thiên sứ, xong rồi nó cũng cầm một cái chùy chùy mẹ toàn gai như đây này, chùy toàn gai như của con này này, không nhưng mà không phải phim này. Xong cái đập chết thằng bên, xong thằng bên nó lại kiểu hồ, nó lại kiểu nát đầu nát điếc, nó hồi sinh lại, nó giống y hệt cái bộ này luôn, nhưng mà khác là bộ kia nó kinh dị hơn, bộ kia máu me kinh hơn, còn bộ này bình thường, bộ này không không máu me kinh khủng thế. Nó còn che một số bộ phận, nhưng mà tất nhiên là nếu mà công xem BH thì BD à BD đúng không, BD hay bản BD hay BH không nhớ, thì có khi nó sẽ sâu ruột đấy. Nó giống kiểu đấy đó, nó cũng kiểu máu me các thứ như bộ đấy, nhưng mà nó đỡ hơn, bộ này nó đỡ hơn. Dangashikashi, bộ này thì liên quan đến là kiểu món ăn các thứ, nhưng mà nó thiên hướng một chút ecchi. Ecchi. Thằng này là tên là Kokonotsu đúng không nhỉ? Nó bố nó muốn nó quản lý cửa hàng kẹo, nhưng mà nó nếu muốn đấy, thế là cái con này nó muốn mời bố nó đi làm cái nghề ở chỗ nào ấy, thì nó đi thuyết phục thằng này ở lại đấy, bằng cách là ngày mẹ nào nó cũng sang nhà và bắt đầu giới mỗi mỗi tập thì giới thiệu một món ăn khác nhau, những món ăn khác nhau, những món ăn kiểu thời thời xưa thời cũ ấy. Nói chung là xem bộ này cũng ổn, bộ này công có thể kiểu liên tưởng đến cái thời hồi công nó đi quạt quạt tí đó, hồi công còn đi kiểu hồi lớp 2 ấy, còn đi ăn trộm tiền bố mẹ, xong đi mua mấy cái xiên que, xong thì mua mấy cái như kiểu đồ ăn đồ đồ cay ấy, mấy cái 2.000 để bán chợ ấy, hoặc là cửa ở cổng trường, với lại một số cái như hồi xưa như kiểu là nó hồi xưa nó có bán mấy cái con quay 5.000 ấy, các thứ ấy. Nói chung là những cái mà kiểu công hồi xưa công hay mua, tưởng tượng lại ấy, phim này xem có chiêu chiêu một tí nhá, phim này có một chút hài hước nha, có một chút là hơi ecchi một tí nha, có một chút hồi tưởng. Phim này kiểu thi thoảng kiểu mình xem mình gợi nhắc lại quá khứ hồi xưa của mình ấy. Mặc dù là những món ăn đây nó hề liên quan đến cái món ăn hồi xưa mình hay trải nghiệm, nhưng mà kiểu khi mà mình xem ấy thì mình có thể mình nhớ lại ấy. Không phải mình tâm bốc bộ này đâu, nhưng mà nó đúng là mình cảm giác như thế mà. Cái gì đấy à, kìa. Nhà mẹ mình mà xem chắc mình đánh dấu mẹ mất. Thôi thôi thôi. Bộ này tôi nói thật là tôi cảnh báo với các ông là bộ này các ông nên ở nhà ăn ít đường đi. Không, các ông xem bộ này các ông bị sốc đường ấy. Nói thật một câu ấy. Bộ này thì nói một con vợ và một thằng chồng. Đấy, con vợ này bình thường ở đi làm việc, làm ở trên trường, ở làm việc, làm nghề các thứ vậy, rất là kiểu nghiêm túc các thứ đúng không? Mẹ về nhà chồng cho uống một tí rượu thôi, nó bắt đầu trên trong cơn say, nó bắt đầu kiểu nói chung là tôi khuyên công là nên xem bộ này nếu như công không ăn nhiều đường. Nhưng không, tôi thề là công xem bộ này mà công đã bị sốc đường rồi, công còn còn ăn thêm đường ấy, chắc là tiểu đường mẹ luôn. Bộ này kiểu ấy quá, bộ này kiểu xem rất là thư giãn nhá, nhưng mà nó rất là sốc đường với mẹ vợ chồng cái này, thề mẹ chúng nó thả thính với nhau, mình xem mình kiểu một phần là kiểu ui mẹ đáng yêu vẫn nhìn, một phần là kiểu mẹ bố mày đang FA chúng mày cái thả thính này kinh nhiều đường, bộ này nhiều đường lắm. Câu xem qua ảnh là câu đủ thấy rồi đấy, quá nhiều đường. Chủ yếu là chồng nó là kiểu nó công nó gọi là mấy cái kiểu mấy 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 cái ông mà kiểu hay cầm hai cốc xong lắc ấy, xong đổ 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 xong thành một cái cốc rượu đấy. Chồng thằng này hình như chồng con này hồi xưa là hình như làm ở đấy hay sao mình không nhớ, lâu lắm rồi mình không xem bộ này, nhưng mà hình như là thế. Đây này, cái cục này, cái cục này đấy. Ok.
Tiếp theo, Imoto Sae Ireba, giấc mơ em gái. Tôi dịch ở tiếng Việt là thế, tôi đi biết có phải không. Ok, đừng, nhầm, nhầm, nhầm. Fucking bullshit. Rồi. Bộ này là bộ này mẹ xem đoạn đầu tập 1 nhiều ông bị hiểu lầm vãi lên đấy. Kiểu mọi nhiều ông kiểu mẹ xem tập đầu các ông kiểu mẹ nếu xem nữa tại vì nó kiểu ấy quá, nhưng mà thực ra nó không thế. Kiểu mẹ tập đầu là có một thằng main nó kiểu nó ăn cơm bằng bằng này, uống sữa bằng sữa em gái, xong rồi tắm bằng mồ hôi của em gái, xong nói chung là kiểu mẹ công xem đoạn đầu công kiểu mẹ cái đéo gì liên quan đến cái rồi, xong lau mồm bằng than dư của em gái mình kiểu mấy ông mình xem mấy tập đầu xem cái tập đầu ấy, xem đoạn đầu của cái tập 1 mình kiểu mẹ phát hiện tập này đây mà cũng gọi là phim á, nhưng mà về sau hóa ra nó điếu phải mà do thằng đầu bìu nó tưởng tượng ra. Phim này thì nó liên quan đến cuộc sống hàng ngày của thằng đầu bìu này, thằng này là một tiểu thuyết gia nhưng mà nó lại cuồng em gái, mà nó lại đéo biết rằng là con em gái của nó giả trai. Phim này thì chủ yếu là nói về cuộc sống hàng ngày của thằng này thôi, kiểu mẹ một tiểu thuyết gia phải như thế nào một phải như thế kia, nói chung là nó cũng vừa nói về cuộc sống hàng ngày mà vừa nói một phần cuộc sống của những tiểu thuyết gia. Mới đầu mình xem mình nếu hiểu hỏi chấm sao tự nhiên em gái em biết các thứ, nhưng mà đấy nó chỉ là cái phần đầu thôi, nó chỉ là phần đầu do thằng này nó tưởng tượng ra thôi, nên là ông nào mà xem tập đầu mà kiểu thấy nó không nuốt nổi thì công cứ chịu khó mà nuốt một tí, tại vì là phim nó không hề như thế đâu. Ok, phim mình spoil là về sau hai đứa này về với nhau được chưa, hai đứa này về với nhau. Mình không biết là mẹ mình có bật mình không biết là mình có bật bật chuột không, như hai đứa này về với nhau ok chưa, nói thẳng là thế. Nó không đến nỗi đâu, nó chỉ ecchi một tí thôi chứ chứ nó không không có kiểu sister sister như kiểu Ero Manga Sensei đâu, câu không phải lo. Ero Manga Sensei thực ra cũng hay mà, nhưng mà nhiều ông không thích, tôi không hiểu. Nói chung là nó không như Ero Manga Sensei được chưa, nó không như bộ đấy đâu, mà bộ ấy nó về bình thường lắm, con em gái nó vẫn là con em gái thôi. Rồi Kobayashi Sang Shinobe Dragon, bộ này khỏi nói rồi nhỉ, bộ này khỏi nói rồi, bộ này gọi là quá nổi tiếng rồi. Tôi có mua truyện rồi đấy, để ở nhà đọc ấy. Mặc dù là so với bản anime thì anime so với bản anime nó không khác mấy đâu, nhưng mà cái con Ilulu xuất hiện thì nó xuất hiện ở season 2 là hợp lý, nhưng mà kiểu một số phân đoạn ở season 1 ấy là có con Ilulu ấy, nhưng mà nó người ta lược bỏ hết rồi nếu mà theo với manga gốc ấy. Nhưng mà thực ra thì mình cũng chẳng quan trọng mấy, tại vì mình xem mình vẫn thấy ổn, thấy hay. Bộ này là cái bộ mà tôi bị sim lonely, tại vì một đứa tại vì một con nào đấy tôi bị sim lonely từ bộ này. Thề bộ bộ này kiểu nó đáng yêu kinh khủng khiếp luôn ấy. Bộ này với lại cái bộ nhà nè mà tôi vừa nói ấy, hai bộ này tôi đánh giá bộ này cao hơn, tại vì bộ này là cái bộ mà làm tôi bị nhiễm lolicon, còn bộ kia thì đỡ hơn một chút thôi, còn bộ này mới là cái bộ làm tôi bị nhiễm lolicon này. Kiểu mẹ tạo hình mẹ nó siêu cute luôn ấy. Thề mẹ đến cả mẹ những cái con nhân vật bình thường như này mà nó cũng phải tạo cute ấy, là các ông đủ hiểu là bộ này nó sẽ như thế nào đấy. Chuyện nó cũng thế đâu, mà thực ra là cái phần phần chuyện nó cũng thế, chuyện nó vẽ một một cách gọi là nó gọi là đây này, chuyện nó vẽ một cách gọi là mình nó kiểu nó không vẽ theo như kiểu người viết hẳn hoi các thứ, mà nó art của nó là art một cái hướng art hoàn toàn khác luôn ấy. Tôi nhìn cái art này so với những cái art ở manga khác là tôi thấy kiểu đấy rồi, là tôi thấy thú vị, nó cuốn hút rồi. Mặc dù nhìn này công ấy thôi, nhưng mà đến lúc mà về sau mình tự nhiên mình bị cuốn theo ấy, kiểu thích ấy. Không phải tâng bốc nhá, không phải tâng bốc, cái này là trải nghiệm hoàn toàn của tôi đấy. Cái này những cái art của nó
nó kiểu mình nhìn phát mình biết bộ nào luôn, kiểu như đấy, nó nói thẳng. Cả bộ này mình không đưa script tại vì mình tự tin là mình có thể đủ khả năng để mình đọc bộ này. Rồi, tiếp theo là Our Girl. Our Girl. Our Girl mẹ lắm mi mẫn lì. Một đứa đầu bìu ở đấy nghiện chuối. Một thằng lại học giỏi vã lìn nhưng con em thì học ngu. Tiếp theo là hai đứa. Mình nhớ như hai đứa này hai đứa nào nhưng mình chỉ nhớ là con này thích thằng này. Ok chưa? Bộ này mình chỉ bảo là hay thôi. Mình chỉ bảo là hay thôi. Mình chả biết nói như nào. Bộ này nhiều meme lắm. Công cứ coi rồi công thấy. À, hỏi cơ, mẹ con này thì ngu vãi lìn, còn mẹ con này thì kiểu bựa vãi lìn. Mẹ nhiều quá meme. Mẹ nó. Rồi. Tiếp theo là đến Blend S. Đấy, không biết là mình ngồi mình được 25 phút hay hai mấy phút rồi. Blend S. Không có gì để nói, một bộ rất đáng xem. 5 5S này là S này là đại diện cho từng tính cách kiểu gì? Smile à? My sweet sister Sabra Savit đây này. My sweet sister My sweet sister đấy. Đây, một cái đại diện cho một một tính cách. Onesan này. Đây này là Uimoto Zidane Sadistic Idol. Thằng này là Trap. Bộ này hay mà, nhưng mà mình muốn bộ này nó mở rộng, mình muốn hai đứa này là một cặp này, hai đứa này là một couple, xong hai đứa này là một couple này, tại vì riêng riêng hai đứa này là couple là hợp lý này, tại vì là công coi video rồi cũng sẽ công coi phim rồi cũng sẽ biết, còn hai đứa này vào một couple là quá hoàn hảo rồi, nhưng mà phim nó cũng chỉ dừng lại là ở nói thôi, ở mức bình thường thôi. Bộ này cái phần opening nhiều meme vãi lìn thực sự luôn. Nếu mà công biết bộ này đến nhờ 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 cái meme opening bài này của Snoop Dogg thì công hiểu rồi đấy. Snoop Dogg S damn it. Đây. Nhiều meme vẫn lìn bộ này, riêng cái phần opening của nó quá nhiều meme luôn. Nó chỉ là cà phê hầu gái đúng không, cà phê male à, tại vì bọn này mặc đồ hầu gái mà. À, không 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 phải hầu gái, nói chung là cũng có thể. Mình không nhớ, nói chung là cái cà phê này là mỗi một đứa đại diện cho một tính cách, con này là người, con này là đứa mới vào làm thì nó kiểu cái con này có cái nụ cười tỏa nắng. Cái nụ cười của con này, nói chung là cái nụ cười, cái tính cách khi mà con này làm việc ấy, nó kiểu nó như kiểu này này, nó như kiểu này, tôi không biết là nói như nào, nó như thế này này, như là nhiều thằng nó kiểu nó bị máu mờ ấy, nó bắt đầu nó kiểu chắc em kiểu đấy. Thôi hình như là hết rồi đấy. Thực ra là vẫn còn đấy, nhưng mà mẹ làm thế chắc là mẹ đến sáng mai mới hết được cái video này, nên là ok, video của tôi đến đây kết thúc nhé. Tôi sẽ để toàn bộ link phim ở trong phần mô tả nhé, nếu như ông nào có hứng thú thì các ông có thể vào để các ông xem nhé, tại vì dù sao cái này tôi cũng chỉ là giới thiệu cho các ông thôi, ngoài ra còn rất nhiều bộ khác nữa thì cứ tham khảo ở đây đi. Nếu mà tham khảo ở đây mà xem mà thấy phim nó hay và lời thì like, share, subscribe cho tôi. Ok nhá. Ok. Lỗi vì không thể làm video một cách đàng hoàng, nhưng mà không phải là tại tôi mà là do máy của tôi. Tôi phải chờ đến tầm một vài thời gian nữa để tôi tậu được con máy thì lúc ấy tôi có thể làm video gọi là một cách professional hơn. Chứ nói thật là tôi làm cái này tôi chỉ có quay hơn tôi nói chuyện thôi. Không thể nào ấy được. Bữa trước thì còn có cái Filmora phiên bản
yếu yếu cái thì tôi làm, nhưng mà bây giờ tôi tải phiên bản xịn hơn về thì nó điếu dùng được. Cái phiên bản cũ tôi quên mẹ vẫn đinh phải rồi, nên là ok nha. Thôi bye bye con nha. Kìa tắt kiểu gì bây giờ.